tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Nói về điểm mạnh á, em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Còn về khuyết điểm á thì nhiều lắm chị. Em không có khéo tay, em dễ tin người, nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Rồi còn chấm sao rất là nhiều nữa. Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Một mối tình thời sinh viên được chắc khoảng 1 năm. Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Mối tình thứ ba là gần nhất đấy là cũng được khoảng 2 năm. Dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ, mối tình thứ hai á thì do cái người đó ghen tuông quá. Rồi dạ. Đó. Còn mối tình thứ ba á giống như là tụi em á, có quá nhiều khoảng cách. Khoảng cách về địa lý, rồi về lối sống, về suy nghĩ. Cái anh đó rất là giỏi nhưng mà cực kỳ khó tính, tự ái thì rất là cao. Tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung. Nhưng mà có nghĩa là chia tay là vì ảnh quá khó tính hay là vì yêu xa? Không có yêu xa, ảnh ở đây nhưng mà ảnh nhà ảnh ở xa, ảnh ở miền Trung lận. Ừ, nhưng bây giờ em có sợ yêu xa không? Dạ không. Không sợ phải không? Dạ. Ok, đó, bạn trai yên lòng chưa? Dạ, tôi gài câu đó, tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á. Dạ, Bến Tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi. Không, nhưng mà người ta ở thành phố. Hiểu không? Dạ, ta đang làm ở quận 12. Dạ. Anh nghĩ về Trà Vinh, Trà Cú là ngon nhất, về làm chủ. Ừ, đó, hai tiếp tự bằng bạc đi nha. Dạ. Rồi em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình ạ. Mối tình thứ thời sinh viên á. Còn mối tình thứ hai trong quá trình ra trường rồi cái mình tìm được việc làm á. Bạn đó chê nhưng cũng không hợp tính á. Còn mối tình thứ ba này như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á. Nhà cũng không biết mà người thân cũng không biết, em cũng chia tay luôn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Lộc? Dạ, điểm mạnh của em thì siêng năng, nhiệt tình, miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Dạ, điểm yếu của em thì dễ tin người, rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi em tưởng thiệt em làm theo, mấy đứa bạn nó cười quá trời. Bên đây cũng dễ tin người lắm nè. Dạ. Em có khó tính không? Dạ không, em cũng dễ à chị. Sao xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ. Bạn trai vẫn có biết nhậu không? À, nhậu thì có biết nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc, đám giỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống 2-3 ly gì đó. Tại theo cái di nguyện của ba em trước khi mất á, là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả. Trời à, ơi. Trời ơi. Quá. Nhưng còn một cái nữa, mẹ thì lại nói á, ai mà ăn nhậu bê tha quá mẹ cũng không gả. Nên cuối cùng là em ế tới bây giờ. À, thành ra 33 năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không? Vấn đề vậy là giờ do em. Bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu? Em thích biết nhậu nhưng mà nhậu có điểm dừng. Chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị. Tại bây giờ còn phải giao tiếp nè, rồi bao nhiêu thứ nữa. Nếu mà không biết nhậu đó, thì nó rất khó. Nhậu ít mà, anh uống có mấy ly à. Nhưng mà về nhà em sẽ được luyện lên đô. Lên đô. Dạ, các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm. Và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha. Không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu. Trời ơi, không rể vậy luôn hả? Điều kiện cũng dễ quá ha. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, về ngoại hình á thì cao khoảng trên 1m65. Nhan sắc á thì chắc cũng dễ nhìn. Nếu mà anh đó có thể có được cái sống mũi cao á thì càng tốt. Giống ai trong showbiz không? Có thích, có thấy giống ai thích em không? Cần không? Thấy thích hợp với em là được rồi. Chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi. Không... anh là anh là được rồi. Sống mũi cao đúng không? Nãy tôi cũng thấy cao á. Dạ. Rồi còn gì còn, nữa không? Còn tính tình á thì đàn ông 100%. Đàn ông 100% đối với em là đàn ông tính đàn ông. Tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà. Nên là đàn ông 100% phải là đàn ông tính đàn ông. Ví dụ đàn ông tính đàn bà là như thế nào? Là có là thể tính là gì là tính đàn bà theo em? Xôi mối để ý kêu kiệt, rồi kêu kiệt bao nhiêu thứ đó. Rồi anh đó thì lo làm ăn, tính tình thì biết quan tâm chia sẻ, kính trọng người lớn, yêu trẻ con, tuyệt đối phải giữ chữ tín, nghiêm túc và không lăng nhăng. Vậy anh Linh, anh hỏi em là em có về Trà Cú mở văn phòng em chịu không hay là làm chủ? Cái đó là còn phải bây giờ không có nói được chị. Chắc ở đâu không quan trọng, ở đâu mà làm có tiền, ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở. Dạ. Vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi. Nãy giờ cô đó nói những cái tiêu chí đó. Dạ. Mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 90%. Tự tin ghê luôn. Em có phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông, một người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ.
có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn. À, em cực kỳ quan trọng lời hứa, thà đừng có hứa, nhưng mà khi là đã hứa với em rồi thì 99% phải thực hiện, 1% còn lại là em coi như đó là cái nguyên nhân bất khả kháng thôi. Còn cái thứ hai á là về vấn đề thời gian, em ghét nhất là trễ hẹn, dù trễ một phút cũng không được. 99% dạ. Hứa là phải làm. Dạ hứa phải làm. Được không? Dạ được chứ anh. 99% là phải đúng giờ. Dạ đúng. Nhưng mà nhiều khi đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán lên làm sao? Không, cái đó là nguyên nhân bất khả kháng mà. Bây giờ anh có điện thoại mà. Đó. Chứ cầm cái điện thoại lên nó và anh bị kẹt xe, anh bị hư xe hay như thế nào đó, nửa tiếng, một tiếng, thậm chí chờ cả đời cũng được. Chỉ còn anh nói một tiếng. Chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ dây dưa trễ giờ này qua giờ kia. Đúng đôi không? Khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao? Nhưng cái điện thoại hết pin là sao em? Tới đó là tùy cơ ứng biến anh. Đó, lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao? Heo nó đang đẻ lo heo không. Đẻ muốn chết luôn. Đỡ đẻ heo á là tới đó đâu có hẹn em nữa. Không có hẹn, thí dụ giờ đang nè, đang hẹn em, ví dụ hẹn em là 5 giờ chiều mình sẽ đi xem phim. Ha. Cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi. Bác sĩ qua giúp giùm thì ta phải qua giúp dạ, giùm dạ, heo. Đúng rồi anh. Đúng không? Đúng rồi. Qua rồi lúc đó lu bu rồi lúc nó đẻ đâu phải đẻ 1-2 con, nó đẻ dạ. Cả 10-20 con. Lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lượm điện thoại được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi thì cứ điện thoại. Hoặc là trước xong khi rồi đi vẫn thì cứ điện thoại. Đúng điện rồi, thoại trước khi thôi. Đi vẫn em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà. Ở nói bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích. Em rất là sẵn sàng lắng nghe. Nghe ngược được chứ anh. Heo đẻ cũng phải giải thích nha. Dạ đúng rồi anh. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng từ 1m45 đến 1m7 à. Dư. Có dư luôn á. Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi. Dư luôn. À, luôn. Hình chiếc lá. Tóc hình chiếc lá nữa. Cái tóc này là tóc hình chiếc lá. Rồi muốn chiếc gì miễn có anh ta làm ra được chiếc đó luôn. Đơn giản vậy thôi anh. Em hơi dữ xíu, hơi đánh đá một xíu. Thậm chí là con bé trong công ty nói là em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi. Nghe cứ tưởng dữ nghe lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu. Dữ vừa vừa thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị thứ hai, với mấy chị cùng sớm. Em chào anh Quyền Linh. Xin em chào chị Hồng Vân. Chào bên nhà trai với chào mấy em ở đây. Em nhận xét về em trai này thì cũng hiền, thật thà. Thì thôi hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu. Theo em là như vậy. À, dạ. Thấy được ha. Dạ. Trai hiền quá ha. Dạ hiền. Hiền hơn là gái luôn á. Đúng rồi. Theo em vậy á. Đúng rồi liền luôn á. Bên nhà trai đi với ai? Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả quý khán giả ở đây. Em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương. Chắc là có thể hợp được với anh Lộc ạ. Mà hy vọng là có hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Nhìn nhau nhận quà tặng quà nào. Chào em anh có bó hoa với cái nón lá ạ. Cái này là nón tặng em bó hoa này. Còn nón lá này là đặc sản quê anh ạ. Một tình cờ là em đi chợ đó, em thấy có một số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi. À vậy đó hả? Đó là anh thử cái gì không? Này là cái tờ giấy gì đây? Ồ, cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe. Hợp không? Giống như đứng bánh tre chưa anh? Chưa. Này phải cải tạo lại chút không, xíu tóc cái này tai này kia quần áo mới hợp. Anh ơi, mặc áo bà ba mới hợp anh. Đúng rồi. Đây là cái áo em tự may. Đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 đến 4 tiếng á, là người ta đã may được nó rồi. Còn em á, thì phải mất tới 3 buổi tối ở lại tăng ca mới may được. Nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Em hy vọng là anh sẽ thích luôn. Nó cảm ơn em. Mở luôn mở thử lắm, đi, cưng, thử đi, ướm đi. Đưa đây. Hoàng wow. Tử luôn áo. Cái này chắc để dành mặt đi dự tiệc. Tiệc cưới rồi, đẹp quá. Đẹp đó. Nghe Lộc có lá thư gì đó. Dạ em có bài thơ ạ. Từ khi nhận cuộc gọi á, là cuộc gọi nhắc 10 giờ mấy đêm là em thức tới 3 đêm rồi đó. Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng à. Rồi ngẫm sao đọc coi. Ngâm thơ anh vốn không mê. Quên rồi. Phải có quyền trợ giúp chút. Ngâm thơ anh vốn không mê, nhưng vì hội họp nên viết vài dòng. Đêm dài ngâm ngợi cho qua, vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em. Gặp rồi anh mới ngỡ ngàng, thấy em hơn cả mong đợi của anh. Còn lá thư nữa là gì nữa? Cái lá thư dạ. Cái đọc đi cưng lắm.
Dạ không, cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi. Anh đọc giúp em đi. Em cũng quá. Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm. Anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn. Em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm. Em đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc, thức ăn cho người ta. Ca nào khó quá thì alo cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn. Ai kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa. Em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về, anh có cơm ăn. Trên đường đi làm về, em muốn ăn gì thì nói. Sẵn đường đi xa, anh mua bất cứ gì cho em muốn ăn. Tối về, hai đứa mình cùng tắm chung em nhé. Tại vì anh lao động ra nhiều mồ hôi, đất bám trên lưng, anh không thể lấy tay kỳ được. Em kỳ cho anh nhé. Ăn cơm tối xong, em lại xem lại hàng hóa, xem cái nào sắp bán hết, cái nào còn, soạn đơn hàng cho tiếp thị của công ty, giao hàng hàng cho anh nhé. Đêm khuya, hai đứa ôm nhau ngủ. Tôi đã dừng được anh, tôi đã dừng được anh. Dừng được anh ơi, dừng được anh. Không, không. Dừng được anh ơi, dừng được anh ơi. Không. Hai đứa ôm nhau ngủ. Dừng được anh. Thôi dừng đi. Em gái cảm nhận thế nào? Cái bài thơ mà của anh á, nó gần như là nó mô tả rất là thực tế về cái cuộc sống, gần như là nó sát luôn á, nó sát mà đến từng chi tiết. Tại vì anh làm nghề đi chích đó, nhiều khi vô mấy chuồng trại đó họ dơ đó, rồi đất bám bụi dính trên lưng là mình tay mình không có giới tới được á, trên cần một bàn tay kia. Sao nó thật tinh từng chi tiết rồi sao em? Vâng. Mà sao thấy là toàn là em nấu cơm rửa chén không vậy? Nhưng khi nào em bận thì anh nấu cơm, em rửa rau này kia cũng được. Tại vì em hỏi là anh có biết nấu ăn hay là... À biết chứ em. À biết. Tại anh tự lập từ nhỏ nên anh biết nấu ăn, tự nấu ăn mà. Giống như là anh có phụ đỡ đần đứa em việc nhà không? Tại nay em thấy trong đó là toàn là em được chứ em. Rửa chén nhưng... nấu cơm thôi mà. Nhưng nhiều khi em bận á thì anh rửa chén, giặt đồ. Trong cái tâm nguyện này á là mình đọc là mình hiểu là bạn này sẽ đi làm suốt ngày á. Công việc của anh là nó có việc suốt ngày hả? Nhiều khi anh đi dọc đường cái chưa làm bà này xong cái người kia gọi. Trên đường đi chưa xong nó cái người khác gọi. Phải đi hoài vậy đó. Có gọi lúc nửa đêm không anh? À có chứ em. Cái chuyện đi đêm là anh thường say đi đêm luôn em. Nhiều khi anh đang ngủ cái có cuộc gọi người ta gọi anh. Lộc ơi, bò để không ra Lộc ơi, mày lại cứu giùm. Anh chạy như xe cấp cứu với em. Bò đẻ cũng gọi, ai đẻ cũng gọi. Không ai chắc phải vô bệnh viện anh. Tại vì người ta em không đỡ không được. Anh nghĩ rằng đây một chàng trai là rất là kiên nhẫn luôn em. Và chịu khó nữa. Anh thì hay đi đêm, nhưng mà em cũng đừng có ghen. Tại vì cái đó công việc của anh rồi. Anh ai đi ghen thú không ơi? Không, nhiều cô nghĩ mình đi đêm chắc đi với bà này bà kia cô khó kia. Đâu biết mà. Ý của anh là anh lo vòng ngoài, còn em thì em lo vòng trong. Toàn bộ là em nắm hết luôn. Còn đó. Hiện tại bây giờ là vòng trong vòng ngoài anh đều lo hết. Anh lo thêm cha mẹ nữa. Cũng hơi đuối. Vậy là bây giờ là nhất quyết là em phải về là em phải ở cái nhà đó. Cũng phải cũng... buôn bán đó chứ không thể là mà thuê một người nào khác hay là em đi làm. Không không không. Em cũng có thể đi làm nhưng mà làm những việc bán thời gian em, rồi những việc như bán hàng online cũng được. Nhưng bắt buộc em phải quản lý cái cơ ngơi đó. Em là chủ gia đình đó. Anh chưa đi chích heo, đỡ bò đẻ rồi anh về thôi. Em cho anh hỏi cái em, từ thành phố Hồ Chí Minh mà về Bến Tre em có thường hay về được không? Tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, có dịp thì em về thôi. Dạ. Vậy một tháng mình gặp nhau một lần được không em? Gặp ở đâu? Bến Tre. Là em phải về Bến Tre. Tại... Anh qua Bến Tre. Ừ. Vậy em hỏi là nếu mà em không về Bến Tre thì là em ở thành phố thì liệu một tháng như vậy là gặp nhau được mấy lần? Đúng rồi, anh có lên được không? Lên được, nhưng chắc một tháng lên một lần được. Tại em phải sắp xếp việc ở cửa hàng á. Rồi nhiều khi cũng có việc bất chợt này nọ. Để em hát một bài ạ. Hát bài hả? Dạ. Thay lời muốn nói hả? Dạ. Đúng không? Thay lời muốn nói đúng không? Tình cờ anh gặp em trên chương trình bạn muốn hẹn hò. Tình mình như đôi quyên ôi người ơi, em là tiên nữ trong đời. Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau người ơi. Trọn đời này chẳng tiếc nuối,
dù cho nhân thế đổi rời, dù bão tố cũng chẳng cách chia người ơi. Rồi, được rồi. Quyết định bằng chính con tim của mình nha, không vì bất kỳ điều gì cả nha em gái. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá trời ơi. Chị cảm ơn em. Trời ơi, kinh quá à. Bấm rồi còn nhìn gì nữa. Tim đỏ ao nè. Trời ơi, chị nói thiệt á, cái hôm đầu tiên xin chị ơi, cho em hôn cái ạ. Đó. Tuyệt tình lắm đó.